Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình Fit for Men, một chương trình hoàn toàn mới dành cho cánh đàn ông của chúng ta. Với chủ đề của ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 động tác, đó là động tác lunge, hai là động tác leg raise và động tác thứ ba là plank. Động tác đầu tiên đó là động tác lunge, hai tay phía sau đầu của mình, hai chân của mình đặt song song với sàn, mở lồng ngực của mình ra, gập người dậy ở góc 45 độ, thở ra và xuống, hít vào. Thứ hai là động tác leg raise, đặt hai tay song song với người, đầu nằm xuống dưới sàn, hai chân cách sàn từ 5 tới 10 cm. Mình nhấc hai chân của mình lên 120 độ, mình nhấc cái hông của mình lên luôn, bởi vì khi mình nhấc cái hông của mình lên đó thì nó mới tập cho cơ thẳng bụng và nó vô nhiều ở phần cơ bụng dưới của mình. Với động tác plank á, hai mũi chân để trên sàn và hai tay nắm hờ, mình sẽ giữ cái khuỷu tay trên sàn. Và mọi người nhớ một điều là mình nên hóp bụng mình lại, mình thở đều và mọi người cố gắng giữ ít nhất là 1 phút.